Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Mr. Zero Hitmaker, gia bài nào hát bài đó của VPOP. Mr. Zero là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng với những bài nhạc tình yêu buồn nhẹ nhàng, sâu lắng. Hầu hết các ca khúc mà anh sáng tác đều phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Vì thế mỗi lần ra ca khúc nào cũng đều nhận được nhiều sự quan tâm, đón đợi từ người hâm mộ. Tiểu sử Mr. Zero, tên thật Vương Quốc Tuân, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1982, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp nhạc sĩ, ca sĩ, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện tình cảm ngọt ngào với bà xã kém tuổi. Năm 2012, Mr. Zero kết hôn cùng vợ Bảo Ngân chỉ sau hơn một tháng tìm hiểu nhau. Tác giả của bài hit Em Gái Mưa cho biết, sau khi cưới vợ, anh biết được khán giả muốn và thích nghe gì. Từ đó có nhiều cảm hứng cho các ca khúc của mình. Mr. Zero cũng thừa nhận, bản thân còn có nhiều điều cần học hỏi từ vợ của mình, dù chỉ kém anh 6 tuổi. Hành trình sự nghiệp của Mr. Zero. Bắt đầu viết nhạc từ năm 19 tuổi, tên tuổi của Mr. Zero đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí showbiz. Anh liên tiếp thành công với các ca khúc Em Gái Mưa, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng, Gương Mặt Lạ Lẫm, Dưới Những Cơn Mưa. Anh cảm thấy vui và rất tự hào khi chứng kiến những đứa con tinh thần khá thành công. Tính đến nay, nam nhạc sĩ có lượng fan hơn 1,5 triệu người subscribe, thấy được sức hút của anh và người hâm mộ. Năm 2012, Mr. Zero tự thành lập công ty F Production. Đến năm 2013, nam nhạc sĩ liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng từ làng Sóng Xanh và Zing Music Awards. Bên cạnh đó, anh còn là người thầy tâm huyết với nghề. Năm 2020, anh ra mắt ca khúc Khóc Cùng Em, Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp do Hòa Minh Di thể hiện. Ca khúc một lần nữa nằm trong top những bài hit do anh sáng tác. Ngoài ra, anh còn hợp tác với các ca sĩ như Bảo Anh, Hương Tràm, Bích Phương, khá thành công, chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng âm nhạc Việt. Chính vì những điều đó đã khiến tên tuổi anh được khán giả biết đến ngày càng nhiều. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.